Có một khoảng thời gian vô cùng đen tối. Lúc đó xã hội đen Hồng Kông hoành hành. Trong giới xã hội đen mà đàn ông là nhân vật chính, Hồng Kông xuất hiện một vị kỳ nữ, Tả Lan. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tìm gì vậy? Cái gì cũng bị ông dọn sạch cả rồi. Đồ đàn ông xấu xa, tiền đâu hết rồi? Ông có lương tâm không vậy? Con gái chỉ còn lại một bộ chăn bông thôi, ông còn muốn đem cầm? Ông có còn là người không hả? Sớm muộn gì cũng lấy về thôi, bà ồn ào cái gì? Khó lắm mới có đứa con gái ngoan ngoãn. Nó đi sớm về khuya, về nhà còn giúp tôi cắm qua, trả nợ cho đồ chết tiệt như ông nữa. Mẹ à, tiền nợ của tôi không cần bà trả. Ở đây con còn một ít tiền thừa tháng trước, bố cầm lấy dùng đi. Bà xem con gái ngoan chưa kìa, hiểu chuyện hơn bà nhiều đó. Bánh bao xá xíu, điểm tâm bánh bao xá xíu. Cô gái à, cho tôi một phần, nhìn thử đi. Không, cho một phần nha, cẩn thận nóng đó. Bánh bao xá xíu đây. Cô bé, há cảo cần thêm 5 phút nữa. Ông muốn gọi món gì, xin đợi một lát. Có những món gì cho tôi xem. Bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa, mới ra lò đây. Cái này ngon nè. Lại hút thuốc, đừng có hút thuốc nhiều như vậy chứ. Hôm nay mới hút một điếu thôi. Em làm xong rồi hả? Xong rồi, cho anh nè. Nhìn nè, cái này tặng cho em. Nó đại diện cho thành ý của anh đó. Anh mua cái này ở đâu vậy? Có đắt không hả? Mau đem trả đi. Alan à, em nghe anh nói đi. Chiếc nhẫn này là anh mua bằng số tiền anh để dành rất là lâu. Nó đại diện cho thành ý của anh. Em tin anh, tương lai anh sẽ tặng cho em một cái tốt hơn. Bây giờ anh cảm thấy bản thân mình còn thiếu một cơ hội. Anh nhất định phải khiến cho ông chủ nhìn thấy năng lực của anh. Đến lúc đó anh phải lên được chức giám đốc chi nhánh. Vậy thì em có thể gả cho anh rồi. Nào, anh đeo cho em. Đẹp lắm đó. Như vậy sẽ bị ông ăn hết. Đây nè, sếp báo, vất vả rồi, cầm uống trà đi. Nè nè, đừng có đi mà, tôi phải về nhà ăn cơm, có nhầm không vậy? Ăn sạch rồi đi. Người gì vậy chứ? Bên ngoài tôi còn có rất nhiều anh em. Có chút, không đủ tiền trà nước. Cược bao nhiêu vậy? 2 đồng một gián. 2 đồng một gián hả? Nè nè, 20 đồng một gián. Nào, vậy còn được đó, ngồi đi. Nào nào nào, sao bay, được rồi. Nhanh lên, ra bài đi chứ. Lần này tôi không tin anh ăn được đâu. Ra thì ra. Làm tốt lắm. Ăn con bài này của anh. Chết rồi, đưa tiền đi. Đi vệ sinh, chút nữa quay lại thanh toán nha. Đi tè hả? Làm gì vậy? Quay lại đi. Làm gì vậy chứ? Trả tiền xong rồi đi vệ sinh. Đại ca à, ngồi xuống đi. Đưa tiền đây. Tôi không mang túi tiền theo. Không có tiền. Toàn là giấy nợ. Không có tiền đúng không? Tôi có 7 dạng đủ không? Mở miệng hắn, nhét vào. Đừng mà, cho thêm 8 dạng đi. Đừng mà, nhà tôi ở gần đây. Tôi dẫn anh về nhà lấy tiền nha. Đứng lên đi. Sếp báo à, lục khắp nơi rồi, chỉ có chừng này thôi. Tên chết tiệt này, lừa tao nói trong nhà có tiền. Đừng có đánh ông ấy mà, chúng tôi sẽ trả nè. Thiếu nợ tao 1.280 đồng, trả đi. Trả tiền đi, có trả không hả? Trả đây, mau trả tiền. Anh làm gì vậy? Làm gì sao? Con gái à, mau cứu bố đi. Con gái mày sao? Bố cô thiếu nợ tôi 1.280 đồng, trả đi. Mau đưa tiền cho họ đi. Anh sếp báo à, chỉ có 100 đồng. Đánh cho tao. Để tôi nghĩ mà, để tôi suy nghĩ. Để tôi nghĩ. Không đâu, cái này không được đâu. Đưa đây, cái này là của tôi. Đừng có động vào con gái tôi mà. Cũng đẹp đó chứ. Thế này đi, cha nợ thì con trả. Đừng mà, đại ca, nó chỉ là trẻ con thôi mà. Tôi cầu xin anh đó. Trẻ con, tôi cầu xin anh, biến đi.
Bà xã, phải làm sao đây hả? Lôi nó vào trong, cứu con, bố mẹ, cứu... Bố! Tao sẽ khiến cả nhà mày chết đó. Chuyện tối nay chúng ta đừng có nói ra ngoài. Làm con gái chính là số khổ vậy đó. Số mạng của con không phải do con quyết định đâu. Ăn cơm thôi nào. Được. Đi nào. Ăn cơm thôi, đi trước đi. Tôi biết có một chỗ ăn ngon lắm đó. Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải có ai ức hiếp em không? Có phải quản lý chỗ đó không? Anh đi tìm anh ta. Không phải anh ta đâu. A Lan, vậy em nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Nhẫn đâu rồi? Bị bố em lấy mất rồi. A Lan à, em hứa với anh đi, sau này có chuyện gì thì nhất định phải nói cho anh biết. Anh hứa với em, về sau nhất định sẽ cho em sống những ngày tháng tốt đẹp. Mỹ Bảo. Mỹ Bảo à, ông La, có nhìn thấy Mỹ Bảo không? Họ ra ngoài ăn cơm rồi. Vậy sao cậu không cùng ra ngoài ăn với họ đi? Tôi còn vài tài liệu chưa làm xong. Vị này là... cô ấy là bạn gái của tôi, Tả Lan. A Lan, đây là sếp của anh, ông La. Chào ông La. Cô Tả. Chào cô. Tử Hoa, vũ hội Giáng sinh của công ty, cậu dẫn bạn gái đến cùng chơi đi nào. Tôi không có nhận được thư mời, bây giờ tôi đang mời cậu đây. Đợi chút nữa Mỹ Bảo về, tôi bảo cô ấy đưa cho cậu hai vé mời. Đừng lo lắng mà. Cảm ơn ông La. Hạng mục hiện giờ của tôi cần người giúp sức. Đợi cậu ăn cơm xong thì đến văn phòng tìm tôi. Được. A Lan à, em xem, bây giờ cơ hội của anh đến rồi đó. Tốt quá rồi, anh làm việc đi, em đi trước đây. Được. Vào đi. Ông La. Đóng cửa lại đi. Đúng vậy. Nào. Sao vậy? Em chưa từng đến những nơi như vậy đâu. Đừng có căng thẳng mà. Bây giờ em là phu nhân của giám đốc chi nhánh đó. Thật sao? Đương nhiên rồi. Ông La. Tử Hoa. Ông La, cô Tả, hôm nay cô đẹp lắm đó. Cảm ơn. Tử Hoa. Vị kia là ông Robinson. Để tôi giới thiệu cho cậu. Đi đi. Vậy em tìm thứ gì đó uống đi.
Thất lễ rồi cô Tả. Cạn ly, cạn ly. Cô à, tôi có thể giúp gì cho cô? Chúng tôi có champagne, whisky và cocktail. Tôi nghĩ là cô Tả à, phụ nữ thích hợp uống champagne nhất đó. Chúng ta cạn ly vì Tử Hoa. Có thể nhảy với tôi một điệu không? Tôi không biết nhảy. Tôi dạy cho cô. Cô Tả à, tối nay cô thật sự rất là đẹp. Chúng ta cạn ly vì Tử Hoa đi. Xin ông tôn trọng một chút. Cậu nói cô ta còn trinh. Cậu dùng rồi mới đưa cho tôi sao? Không đâu. Cậu cho rằng cái ghế giám đốc chi nhánh dễ ngồi lắm sao hả? Ông chủ à, để tôi suy nghĩ đã. Anh không phải là con người. Anh vì tiền đồ của bản thân mà giúp tên khốn đó cưỡng hiếp tôi sao? Được rồi Alan, em nghe nói, đừng có động vào tôi. Alan à, em chỉ cần hy sinh một đêm thôi là có thể đổi lấy hạnh phúc cả đời của chúng ta. Chuyện này đều tốt cho anh và em mà. Trên đời này tôi chỉ tin tưởng mình anh thôi. Anh còn lừa tôi. Tôi lừa cô sao? Chẳng lẽ cô không lừa tôi hả? Tôi luôn cho rằng cô vì tôi mà giữ thân như ngọc. Nhưng cô đã là người phụ nữ không sạch sẽ từ lâu rồi. Nếu không nhờ có lần này thì có phải cô định lừa gạt tôi cả đời không hả? Tôi cũng bị cưỡng hiếp mà thôi. Vậy thì đã sao? Chuyện cưỡng hiếp lớn như vậy, vậy mà cô không cho tôi biết. Vậy thì chứng tỏ chuyện này với cô mà nói không quan trọng. Vậy nên lần này căn bản cũng không có gì cả. Anh là tên khốn nạn.
tôi có thể giúp gì cho cô không? Giáng sinh vui vẻ, chúng tôi dẫn các bạn nhỏ đến hát thánh ca, chúc mừng ngày Chúa sinh ra đời. Chỗ này của chúng tôi không tiện đâu, đã có người bao nhà hàng rồi. À, vậy được rồi, tôi xin lỗi nha. Cậu tin có Chúa sinh ra đời hay không? Tin chứ. Có phải tin thì sẽ có không? Nếu có thì Chúa sinh ra đời này là người tốt hay là kẻ xấu? Có thể làm Chúa cứu thế thì sao là người xấu được chứ? Có can đảm chết nhưng lại không có can đảm sống. Tôi cho cô một cơ hội sống lại. Bắt đầu từ bây giờ, cô có thể có ba nguyện vọng. Nghĩ kỹ xem bản thân mình muốn gì rồi gọi cho tôi. Có người bảo tôi gọi số điện thoại này, nói có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng. Vậy nguyện vọng đầu tiên của cô là gì? Ngày nay, xã hội có quá nhiều điều bất công, chuyện bất bình đẳng xảy ra hàng ngày. Cá nhân của tôi chỉ là cố hết sức nhỏ bé của mình, hy vọng có thể trở thành một tấm gương. Tôi cũng hy vọng những người đàn ông trong xã hội này có thể cống hiến tấm lòng nhân ái để ra tay giúp đỡ cho xí nghiệp La Thị, La Thiếu Phong. Tôi muốn hắn gãy hai chân. Báo đây, tin lớn đây, ai có muốn không hả? Được, cảm ơn. Tin lớn đây, cho một tờ báo, mau đến xem đi, mau đến xem đi, tin lớn đây. Tin lớn đây, cho tôi một tờ đi nào. Bánh bao xá xíu đây. Cảm ơn ông. Tin lớn đây, có phải chỉ có bánh bao xá xíu không hả? Có món gì vậy? Bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa, có muốn ăn không hả? Được rồi, muốn. Bánh bao xá xíu, muốn ăn không? Nè, cô làm gì vậy hả? Là thiếu phong của xí nghiệp La Thị bị thương nặng do tai nạn xe cộ, cưa chân giữ mạng. Alo. Alo. Tôi đã đọc báo rồi. Nguyện vọng thứ hai của tôi là tôi muốn gặp người đã cứu tôi. Lúc nào? Bây giờ. Tôi tên là Tả Lan, anh tên là gì? Trần Kiệt.
chuyện của ông La thực sự do các anh làm sao? Phải. Vậy các anh là người tốt hay là người xấu vậy? Đây là nơi nào? Nơi mà luật pháp Hồng Kông không làm gì được. Có trả tiền không hả? Trả tiền đi. Đi thôi nào. Đánh hắn. Đánh hắn đi. Anh Kỳ à, anh Kỳ à, anh Kỳ. Nè, anh Kỳ đến rồi. Anh Kỳ à, anh Kiệt, anh Kiệt, anh Kiệt, anh Kiệt à, chú hùng của khu Loan Tử tuần trước đã đánh nhau với đại xà của các anh. Bây giờ phía chú hùng tử thương vô số, bảo tôi qua đây hỏi các anh chuyện này tính sao đây. Thám trưởng Trần, anh được chúng tôi cung phụng, hôm nay dẫn các anh em đến. Sao hả? Còn muốn lập biên bản sao? Người ta bên đó ra tay hào phóng lắm. Tiền thôi mà, chúng tôi cũng có. Tiền trong túi đó, đủ cho tất cả anh em của anh chơi gái tới rã người luôn. Tôi biết các anh nhiều tiền, nhưng mà bây giờ phía người ta chết 8 người, hơn 20 người vào bệnh viện, ra ngoài lăn lộn, cũng phải nói lý lẽ chứ. Tôi đang nói lý lẽ với anh đây. Đại xà đã cùng chúng tôi vào sinh ra tử nhiều năm. Bây giờ chú Hùng chém anh ấy bị thương, nằm ở bệnh viện sống chết chưa rõ. Mấy tên đàn em của hắn chết mà anh chạy đến tính sổ với chúng tôi. Nằm mơ sao? Anh nói như vậy, tôi khó làm người lắm đó. Trước đây mọi người hòa thuận, thiên hạ thái bình, cùng nhau kiếm tiền. Nhưng mà gần đây, tôi nghe nói là ban hội của các anh rất là bất thường, hàng cũng có vấn đề. Số hàng được gửi đi, dùng bao nhiêu cũng không thấy phê. Hàng trắng các anh bán đều là đồ giả, bây giờ còn ở đây làm mình làm mấy cái gì? Các người lớn nhất Hồng Kông sao? Gọi xe tới bắt người. Gọi xe tới bắt người đi. Làm gì đó hả? Đừng có làm bậy nha. Phải. Chính là lớn nhất đó. Không được sao? Anh làm thám trưởng lâu quá rồi. Ở đây có ba điều mặc kệ. Quên rồi sao? Anh là người đầu tiên dẫn cảnh sát vào trong này. Có súng, nhưng mà tôi sợ anh không đủ đạn. Tôi không muốn anh trở thành một cảnh sát không ra khỏi đây được. Biết, biết anh có súng rồi. Uống trà đi. Uống trà đi nào. Uống trà đi. Trà này ngon lắm đó. Tôi mua đến để kính anh tội. Thám trưởng Trần, không uống thì không còn nữa đâu. Đi về. Làm gì vậy? Đánh cảnh sát sao? Tránh ra. Đi về. Tránh ra đi. Đi. Cảnh sát thối tha, còn dám đến đây bàn điều kiện với chúng ta. Chết rồi còn không biết vì sao mình chết nữa kìa. Đúng rồi anh tội à. Chuyện của chú Hùng, anh muốn ai trong chúng ta ra mặt? Tính sao đi. Vậy tôi dẫn các anh em đi trước. Đi nha anh tội. Đi trước nha anh tội. Anh tội à, tôi đi trước đây. Đến rồi sao?
Cô chỉ còn lại một nguyện vọng cuối cùng mà thôi. Nghĩ cho kỹ đi nào. Làm con gái chính là số khổ như vậy đó. Số mạng của con không phải do con quyết định đâu. Tôi cho cô một cơ hội sống lại. Tôi muốn trở thành người giống như ông. Tôi cũng như cô là một người bình thường. Có một lần cùng ông chủ đi gặp khách hàng lớn, ai biết được lại bị người ta mai phục. Tôi cứu anh ta. Sau đó vào lúc tôi làm long đầu ở Hoàng Nghi Đường, thứ đầu tiên tôi có được là tan nhà nát cửa. Tôi muốn giống như tôi, vậy thì có thể sẽ phải trả cái giá tương tự. Tự cô hãy nghĩ đi. Từ sau khi tôi sử dụng nguyện vọng thứ ba, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Mẹ tôi thường nói với tôi, số mạng của phụ nữ không cách nào tự mình khống chế. Nhưng mà hôm đó ông cứu tôi, tôi liền quyết định tôi phải tự mình nắm giữ được số mạng của bản thân. Muộn lắm rồi. Tôi sẽ ngủ ở phòng sách. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lầu 2 chính là chỗ của chú Hùng. Năm phút sau, mang chiếc túi này cho ông ta giúp tôi. Anh đi đâu vậy? Nào 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 nào, đặt xong rồi bỏ tay ra. Nhanh lên đi. Đưa hàng. Vào đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Kiểm tra nào. Không mang vũ khí. Qua đây. 456 đại. 456 đại. Xem chừng chỗ này đi. Tiếp đi, mọi người chơi đi. Tôi đi đây, tìm cơ hội giết ông ta. Bên này. Tên khốn đại xà chết rồi, qua đây. Liên quan gì đến tôi? Tôi hận là không thể đốt pháo tiễn tên đó đi đó. Vậy nha. Xử lý lão đại của cậu đi. Cúp máy đây. Chú Hùng à, cô ta đến đưa hàng. Cô cũng to gan đó ha. Tôi còn chưa cho cô ngồi mà cô đã ngồi rồi. Chẳng trách Độc Nhãn Long lại nhận cô. Có điều hàng gần đây Độc Nhãn Long bán đều là hàng giả hết. Cả Hồng Kông này đều biết. Tôi muốn kiểm hàng. Tiền đâu? Abu à, điểm tiền đưa cho cô ta. Không được thiếu xu nào hết. Chúng ta làm việc là hàng thật, giá thật. Chú Hùng à, đếm xong rồi.
Chú Hùng à, tôi lấy đưa cho ông. Phụ nữ thật là phiền phức. Lấy nó, lấy vũ khí đi. Độc Nhãn Long bảo cô đến giết tôi sao? Giữ cô ta lại. Tôi móc mắt cô ra. Đi vào đi. Đi. Đi thôi. Đi theo tôi. Lần này ông còn gì để nói không hả? Tôi... Các người đang chơi tôi sao? Hai người, nếu muốn bảo tôi đi giết người thì ít nhất cũng phải cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ. Cho cô chuẩn bị tâm lý thì cô sẽ có gan ra tay hay sao hả? Người anh em tốt của tôi là Đại Xà, vừa mới ra đi rồi. Chuyện anh ấy bán hàng trắng đã tạo nên sóng gió khắp nơi. Phải giết tên phản bội đã bán đứng anh ấy. Tôi cho cô biết, tên phản bội này chính là Dinh Béo. 3 ngày sau, tôi sẽ gọi tất cả mọi người đến Hòa Nghi Đường tiễn Đại Xà đoạn đường cuối cùng. Đến lúc đó cô đi giết cậu ta. Chẳng phải cô nói muốn thành người giống tôi sao? Tôi chính là vì những đồng tiền thế này mà giết người đó. Tôi sẽ tìm người dẫn dắt cô. Đi trước đi. Anh Tội à? Là Dinh Béo sao? Lão già chết tiệt. Có phải ông lại trộm tiền để trong gói của tôi để đi đánh bài nữa không hả? Đó là tiền nhà mà tôi đi mượn của dì Ba đó. Con mắt nào của bà nhìn thấy tôi trộm? Con mắt nào hả? Con người ông sao có thể như vậy? Bà nói đi. Tiểu Lan, ông ấy lại trộm tiền đi đánh bài rồi đó. Tiểu Lan, con về đúng rồi. Thế nào, tìm thấy gì chưa? Còn phải lo chuyện trong nhà chứ. Chúng ta còn phải trả tiền nhà nữa đó. Thật là, con sẽ không trở về ngôi nhà này nữa đâu. Vì sao? Cô biết hút thuốc sao? Cái gì cũng cần phải học mà. Là anh Tội bảo anh đến sao? Là tự tôi đến thôi.
Tôi muốn đến cho cô biết, giết người không đơn giản như hút thuốc đâu. Tôi biết. Nhưng lúc cô vẫn còn chưa bước trên con đường này, cô vẫn còn quyền lựa chọn đó. Bắt đầu từ lúc tôi gọi cuộc gọi đầu tiên thì tôi đã chọn rồi. Nếu cô đã chọn rồi thì cẩn thận một chút đó. Phải rồi, quên cảm ơn anh. Tay của anh sao rồi? Không sao, chuyện nhỏ thôi. Đồng hồ của anh cũng vì cứu tôi mà hỏng rồi. Đưa tay cho tôi. Tôi tặng cho cô. Đồng hồ này không chỉ cứu cô, mà nó còn từng cứu tôi rất nhiều lần đó. Cảm ơn đồng hồ của anh. Làm gì vậy? Làm gì hả? Hôm nay những người đến thắp nhang cho anh đại xà đều sẽ bị sót người. Sót người? Sót người cái gì? Đừng ồn nữa, mọi người bớt nóng đi. Anh Siêu à, không nhầm chứ? Sót người sao? Đừng có giận mà. Đám đàn em cũng nghe theo lời dặn dò của anh Tội mà sót thôi. Chuyện anh Tội đã dặn dò thì ai cũng phải nghe đúng không? Nghe. Đừng có sờ mó lung tung. Anh Siêu à, tính tôi thích ăn giặt. Cậu ăn không hả? Vất vả rồi. Các anh em, có lòng rồi, chúng ta cùng nhau thắp hương cho đại xà đi. Một lại, hai lại, ba lại. Nè, cho tôi xin quả táo ăn nha. Bây giờ đại xà đi rồi, tôi nói một câu công bằng. Anh ấy bán thuốc giả, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty là không đúng. Thế này, tôi chịu thiệt chút. Về sau mối của anh ấy, để tôi giúp anh ấy quản lý. Dinh béo, cậu muốn vừa cướp vừa ăn hả? Cậu có hỏi qua tôi chưa? Về gia dế kiểu gì cũng không đến lượt anh. Ai có gia dế cao thì để người đó làm. Vậy chắc chắn là tôi. Tôi nhiều đàn em, chỗ anh không phải nhiều đàn em, mà là nhiều em gái. Lo chuyện làm ăn của anh đi. Anh cũng đâu biết làm hàng trắng. Đừng có nói nhiều nữa. Ai kiếm được nhiều nhất là tôi chứ không phải cậu đâu. Muốn đánh nhau đúng không? Muốn sao đây hả? Bình tĩnh đi. Hòa khí sinh tài mà. Hai vị đại ca, trước mặt đàn em mà đánh nhau là không có hay đâu. Các anh em à, hôm nay anh Tội không cho chúng ta mang theo vũ khí, chính là không muốn chúng ta gây sự, mà muốn chúng ta nói chuyện. Nếu đã như vậy rồi, ở đây chẳng ai quyết định được. Đợi anh Tội đến để anh ấy quyết định đi có được không hả? Nè, Siêu sư gia, địa bàn của chúng tôi là do chúng tôi đánh mà giành được, chứ không có nhiều sẵn giống như anh đâu. Học hỏi đi nào. Siêu sư gia biết cách làm người, rất là giỏi luôn đó. Lợi hại. Ồn ào đủ chưa? Anh Tội à, người đang ăn táo chính là Dinh Béo. Đi thôi. Ăn cơm trước đã. Ăn cơm đi. Dinh Béo à, chuyện gì vậy anh Tội?
Sao trong tài khoản của cậu lại có thêm một số tiền lớn vậy? Ngân hàng nào nhiều tiền vậy? Làm gì có chứ. Nghe nói cậu đi khắp nơi chiêu binh mãi mã. Giải thích thế nào? Tôi không có, không có làm đâu. Tôi không có chiêu binh mãi mã, không liên quan đến tôi. Trước khi chết, đại xà đã nói gì với tôi, cậu biết không? Làm sao tôi biết được anh đã nói gì chứ? Đại xà nói, hàng trắng trong công xưởng của chúng ta đều bị người của mình trộm, muốn đem ra ngoài tự chia ra bán lẻ, nuốt trọn tiền. Cậu cho tôi biết, tên phản đồ đó có phải là cậu không? Không liên quan đến tôi, thì ra là cậu hả? Tôi không có làm cái tên ăn trộm này. Anh tội nghe tôi nói không liên quan đến tôi. Gọi các anh em tới đây giết nó đi. Từ năm 14 tuổi tôi theo anh rồi, sao có thể bắn đứng anh? Hòa khí, cậu bình tĩnh chút đi. Cậu chưa từng làm, thì sao anh cậu có thể đổ oan cho cậu được? Tưởng tôi không biết hay sao hả? Đã biết là anh từ lâu rồi. Được rồi, không sao rồi, về chỗ đi. Chẳng phải cô nói muốn trở thành người giống tôi sao? Trong lòng tôi tự có tính toán. Nào, uống đi. Cạn ly, anh tội à. Nào, kính anh tội một ly. Cạn ly, cạn ly, anh tội à, cạn ly. Lại đến muộn rồi. Lần trước chuyện chú Hùng xích nữa gây án mạng, sáng hôm đó tôi đi sửa đồng hồ nên mới đến muộn đó. Tôi đã theo họ 3 năm. Anh có đủ bằng chứng chưa? Còn không bắt ông ta sao? Thám trưởng Trần là người của ông ta, có hiểu không? Lần nào chứng cứ cũng biến mất. Vậy tính sao đây? Tôi làm vô ích rồi. Cậu tin tôi đi. Cùng lắm là 1 năm rưỡi, nhất định sẽ bắt được Đào Thiên Tội. Phải xem tôi có kiên trì đến đó được không. Cô gái giết Diêm Siêu tên là Tả Lan có phải không? Họ có quan hệ thế nào? Tôi cũng không biết phải nói sao. Lạ thật đó. Cô gái đó dựa vào cái gì mà được ông ta để ý vậy? Tôi không biết dựa vào cái gì, nhưng cô ấy là người duy nhất tôi từng nhìn thấy ông ta cứu. Ông ta cũng biết cứu người sao? Ông ta đang hại người thì có. Có biết gì sao tôi lại nói với cô là Dinh Béo hay không? Nếu tôi nói với cô là Diêm Siêu thì hắn sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó cô sẽ không thể ra tay. Vậy nếu tôi không phát hiện là Diêm Siêu thì sao? Vậy thì em không thể trở thành người phụ nữ của tôi. Bây giờ em đã trở thành người giống như tôi rồi. Ừ.
mọi người cười lên nào. Bố vợ à, nhìn vào ống kính đi, cười lên. Được rồi, tốt lắm. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Anh không sao đó chứ? Không sao, chỉ là có hơi ho mà thôi. Không cần lo lắng đâu. Thế nào? Hôm nay có vui không hả? Hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em. Vậy thì tốt rồi. Chuyện sau này đều nghe theo em hết. Anh thật sự không sao đó chứ? Không sao đâu. Có thể là mệt quá thôi. Anh vào phòng sách làm việc. Em ngủ sớm đi nha. Năm sau, chị Tả Lan à, giành đàn ông sao? Cho mày ăn cơm mà còn dám chạy hả? Đừng mà. Cho mày ở mà còn dám chạy sao? Chúng mày ăn của tao, ở của tao, còn thấy không hài lòng sao hả? Anh không trả tiền cho chúng tôi, dựa vào đâu chúng tôi không thể đi? Còn dám cứng miệng. Anh Kiệt, anh Kiệt à. Anh Kiệt, chị Tả Lan. Sao vậy? Chị Tả Lan, ba con gà thối tha này muốn chạy đó. Tôi giúp chị bắt chúng về rồi, dạy dỗ chúng một chút thôi. Gà thối tha. Được lắm, không cần tội nghiệp chúng đâu, đúng không hả? Tốt lắm. Họ không có tên sao? Cởi trói cho ba người đó cho tôi. Nói đi, vì sao chạy? Anh ta đã 2 tháng rồi không có phát lương. Chúng tôi cũng chỉ hết cách. Không phải đâu, là anh Vinh Béo đã nói rồi. Lần này tháng trưởng Trần tăng giá, tăng lên gấp rưỡi. Vậy nên phải trừ tiền các cô gái này trước. Có tiền rồi sẽ trả ngay. Tôi nói rồi, người mình không thể làm khó người mình. Không có tài hay sao hả? Tôi cũng chỉ nghe lời anh Vinh Béo mà thôi. Chị làm khó đàn em như tôi đây cũng vô ích. Cậu nói cái gì? Chị Tả Lan à, tha thứ cho tôi đi. Tôi xin lỗi. Nghe theo anh ta, nghe theo chị, nghe theo anh ta, nghe chị mà. Được thôi. Chị Tả Lan à, tha cho tôi đi. Lời tôi nói vô ích có đúng không hả? Dẫn cậu ta đi đi. Đây là tiền tôi nợ các cô. Số tiền này chắc là đủ rồi chứ? Cảm ơn chị Tả Lan. Chị Tả Lan à, tôi có chuyện cầu xin chị. Bố tôi ham mê cờ bạc, bị hai cảnh sát hãm hại, thiếu nợ một khoản tiền rất là lớn. Hai cô ấy cũng không có cách nào giúp được cho tôi. Chị Tả Lan, giúp chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa trung thành với chị mà. Phải đó chị Tả Lan, chị giúp chúng tôi với. Các cô đứng lên đi. Các cô tên là gì? Tôi tên là A Kiều. A Hương.
A Hồng. Được rồi, để tôi suy nghĩ. Em gái à, không biết làm thì nói tôi biết đi. Tôi có thể dạy cô rất nhiều tư thế mà, cô đúng không hả? Cô nói không biết, còn khóc nữa. Khóc cái gì chứ hả? Cô khóc cái gì? Khóc nữa sao? Chị dâu, đến rồi sao? Bài cốt. Bài cốt. Sếp Trần à, lôi cô gái điếm này ra ngoài đi. Ghi lại tội chiêu đãi cảnh sát không có thỏa đáng. Đi đi. Đi đi, đồ hèn hạ. Chị dâu à, vào trong ngồi đi nào. Chị dâu à, chị đối với tôi tốt thật đó. Có điều hình như là tiền không có đủ, còn thiếu chút thành ý. Anh không xem tôi là bạn thì cũng phải xem anh tội là bạn chứ. Vậy số tiền tôi nói không đúng sao? Đừng có gấp, chị cho tôi biết đi, số tiền này nên tính thế nào đây? Chị nói tôi nghe thử xem, nên tính thế nào hả? Anh tốt, tôi tốt thì mới phát triển tài nguyên được chứ. Anh thêm nhiều như vậy, chúng tôi làm ăn kiểu gì đây? Gấp rưỡi là không thể đâu. Tăng 10% đã là nể mặt anh lắm rồi đó. Thì ra mặt mũi của tôi lớn vậy sao? Những người khác đó mà, tôi nói là tăng gấp đôi thì họ đều không dám nói không. Bây giờ tôi chỉ tăng cho bên cô gấp rưỡi thôi. Vậy mà các người đã tính toán chi ly như vậy. Tôi cho cô biết, bây giờ không phải các người nể mặt tôi mà tôi nể mặt các người. Cô không cần lấy độc nhãn long ra uy hiếp tôi. Tôi biết ông ta chỉ còn nửa cái mạng trong bệnh viện thôi. Tôi lúc nào cũng có thể phái hai đội đến thành Cửu Long dẹp các người đó. Vậy tức là hết đường thương lượng rồi sao? Cũng không đến mức đó đâu. Tôi nghe nói là chị dâu có thân hình rất là tốt, kỹ năng trên giường cũng rất là hấp dẫn. Chỉ cần chị cho tôi một đêm mặn nồng thì cái gì cũng nói được hết. Anh dám? Tôi nhất định sẽ cưỡng cô. Ở đây có một phần khẩu cung, ký tên đi. Sẽ giữ cô ở đây 48 giờ. Tôi muốn bảo lãnh cô ta. Cảm ơn chị Tả Lan. Cảm ơn chị. Chúng ta đều là phụ nữ, tôi hiểu mà. Tôi không có làm đâu. Có không? Thật sự không có làm. Tôi nói có là có. Mau ký đi nào. Không có đúng không? Có thì mau ký đi. Ký đi, được rồi. Không có làm sao? Tôi thật sự chưa từng làm mà. Đừng có đánh nữa. Ký sớm một chút thì đâu có bị đánh. Ký đi nào. Alo. Alo, thám trưởng Trần. Hình như lần trước tôi có hơi quá đáng. Tai của anh không sao đó chứ? Cậu nhỏ, hôm nay tôi dẫn cậu đi ăn một bữa lớn đây. Trên người của mỗi người đều có lông. Tôi đến đếm cho nè. Tắm xong chưa vậy? Xong rồi. Nào 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 nào. Đừng có gấp mà. Uống ly bia đi. Nào. Anh uống rồi sẽ càng lợi hại hơn đó. Cũng được. Đến đây nào. Các cô tự xem mà làm đi.
Bà Tám chết tiệt, dám hại tao sao? Alo, đêm xuân hôm qua thoải mái không hả? Tiêu đề ngày mai sẽ là Thám trưởng Trần quan hệ bừa bãi đó. Rốt cuộc mày muốn thế nào đây? Lộ báo ở phòng số mấy? Thám trưởng Trần à, không hợp quy tắc. Quy tắc là do tôi đặt ra, nói đi. Thám trưởng Trần à, chuyện gì vậy? Anh làm vậy là không đúng rồi. Nhanh vậy mà đã xong rồi sao? Tôi còn định nhanh chóng đến đây dạy anh vài chiêu đó. Lần sau hẹn nhau đi, sẽ có cơ hội mà. Tôi thấy anh cũng không còn lần sau nữa đâu. Vậy là sao, thám trưởng Trần? Không phải đó chứ, có nhầm không vậy? Người mình mà cũng hại hả? Người mình mà cũng hại hay sao hả? Đi thôi. Các bạn phóng viên, tôi bị vô quan, tôi bị hãm hại đó. Đừng vội, từ từ thôi. Có chuyện gì mọi người cứ tự nhiên hỏi tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép trong đội chúng tôi có con sâu làm tròn nồi canh. Chào thám trưởng Trần, tôi là phóng viên báo Hoa Kiều. Tiêu đề hôm nay của chúng tôi liên quan đến những tấm ảnh không đứng đắn của ông và gái mình chơi. Đứng dậy, ông có lời thanh minh nào không? Ông nhìn đi. Nè, tôi muốn tìm luật sư. Tôi tìm thám trưởng Trần. Bảo thám trưởng Trần đến gặp tôi. Nè, có nghe không hả? Có nghe không? Nghe thấy không hả? Tôi phải tìm thám trưởng Trần, có nghe thấy không? Tôi muốn tìm thám trưởng Trần. Nè. 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 Cậu kia. Cậu kia. Đại ca, có chuyện gì? Làm gì vậy? Làm gì hả? Đừng có làm bậy nha. Làm gì? Làm gì vậy chứ? Nè, làm gì? Làm gì vậy? Chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm thôi. Cứu giới. Đừng mà. Đừng mà. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tôi nhận ra cô là con gái của tên cờ bạc đó. Thích không hả? Cô muốn làm gì? Hy vọng các anh đừng chết sớm quá. Mỗi ngày tôi đều có thứ mới đợi các anh đó. Xin lỗi, tôi không dám nữa đâu. Xin lỗi, tha cho tôi đi mà. Tha cho tôi đi. Không sao đâu. Tên Trần Cương này không dễ chọc đâu đó. Bây giờ hắn ta là thám trưởng tổng bộ. Anh cứ dưỡng bệnh cho khỏe đi. Những chuyện này em sẽ xử lý. Vất vả cho em rồi. Cũng may là có em. Mấy năm nay thật sự không có ai đáng tin. Thật ra làm người và làm việc đều chia rõ ràng. Chia trước sau, chia lớn nhỏ. Em dạy anh đi từng bước. Ngoan nha. Bố sẽ mua đồ ngon cho con mà. Alan. Ông xã à, cô ấy là ai vậy? Là một người bạn cũ của anh đó. Không cần đâu, anh đã cai thuốc từ lâu rồi. Alan à, em thay đổi nhiều quá. Suýt nữa anh không nhận ra.
Anh cũng thay đổi rất là nhiều. Trước kia trà pha cho anh mà nguội thì anh sẽ sợ đắng không dám uống. Bây giờ anh đã dám uống cà phê rồi. Đúng rồi, suýt nữa quên chúc mừng anh. Con bao lớn rồi hả? Vừa tròn 3 tháng. Hôm nay dẫn nó đến bệnh viện làm kiểm tra. Em cũng kết hôn rồi hả? Sinh con chưa? Phụ nữ sinh con nhất định phải nhân lúc còn trẻ. Bây giờ tôi rất là bận, sợ không thể tranh thủ được đâu. Cũng phải. Bây giờ em có máu mặt như vậy, bác trai bác gái chắc chắn rất vui đúng không? Nửa năm trước họ đã qua đời rồi. Xin lỗi, đừng nói xin lỗi. Không đâu. Thực ra mỗi ngày anh đều nhớ đến những chuyện trước kia. Nếu lúc đó mà không có em, anh sẽ không thể nhận ra bản thân của mình xấu xa đến thế nào. Anh vì tiền đồ của bản thân mà giúp tên khốn đó cưỡng hiếp tôi sao hả? Vậy thì đã sao? Bởi vì em, anh mới có thể tìm được một người vợ tốt như vậy, mới khiến cho anh hiểu làm thế nào để yêu một cô gái. Bởi vì em, khiến anh càng hiểu rõ cái gì là yêu. Chuyện trước kia anh vẫn luôn muốn nói với em. Xin lỗi, tôi đã nói là đừng có nói xin lỗi. Chuyện trước kia tôi đã quên rồi. Chúng ta nhìn về phía trước đi nào. Gánh nặng bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng trút ra được rồi. Chúc anh và vợ của anh hạnh phúc. Đối xử với vợ anh cho tốt. Đối xử với con anh cho tốt đi. Cảm ơn. Em cũng vậy. Tôi đã thay đổi số phận của tôi ở ngay nơi đây. Bây giờ có một cơ hội có thể khiến các cô thay đổi số phận của mình. Trước khi các cô làm vũ nữ đã làm nghề gì? Trước kia bố tôi mở tiệm thuốc, chuyên bốc thuốc cho người ta. Tôi cũng học từ ông ấy không ít. Trước kia bạn trai của tôi là móc túi, sau đó anh ấy bị cảnh sát bắt. Xin lỗi, tôi cũng không làm nữa. Bố tôi là thợ làm khóa, khóa gì cũng mở được. Bố đã truyền lại tay nghề cho tôi. Ngoan nha. Ngoan ngoãn ngủ một lát đi, được không? Người nhận Tả Lan, người gửi Lâm Tử Hoa. Tả Lan, gần đây em có khỏe không? Anh sắp điên rồi, dù cho thế nào anh cũng phải được ở bên cạnh của em. Hoa.
Tả Lan, vì sao em không trả lời thư của anh? Bận lắm sao? Trừ phi cô ta chết đi, nếu không chúng ta sẽ không thể ở bên nhau được đâu. Qua. Anh sẽ tìm cơ hội tráo vitamin thành thuốc độc. Bà xã à, anh về rồi đây. Cục cưng à, có nhớ bố không hả? Nào, để bố bế, rửa tay đi đã. Đúng rồi ha. Vitamin của em uống hết rồi phải không? Hôm nay anh ở nhà thuốc đã mua cho em một ít nè. Đói quá. Bà xã, tiền của em có đủ dùng không vậy? Ngày mai anh được lĩnh lương, đến lúc đó anh sẽ đưa cho em hết nha. Được. Sao em lại không ăn? Em còn chưa có đói. Bà xã, mau gọi xe cấp cứu đi. Vitamin anh mua cho em trước kia là thật. Em rất là hy vọng vitamin lần này anh mua cho em là thật. Vì sao không phải là thật chứ? Vì sao? Vì sao lại vì người phụ nữ kia mà giết em? Gọi mọi người đến đây chính là muốn nói với mọi người, chuyện làm ăn của Hoàng Nghi Đường chúng ta dạo này rất tệ. Tôi phải chia lại một chút. Dinh Béo à, giao hết mọi sòng bạc trong tay của anh cho tôi. Cái gì? Còn có hai người nữa. Cô không sao chứ? Còn không bằng ăn cướp. Bây giờ đánh cháo cũng sắp không có mà hấp rồi. Điều là vì cô đó chị dâu. Chúng ta ra tay nông nổi này là vì chuyện của cô và thám trưởng Trần. Bây giờ cảnh sát toàn Hồng Kông đều canh chừng các tụ điểm của chúng ta. Bây giờ cô còn muốn lấy về, cô không sao đó chứ? Không phục hả? Tôi chắc chắn không phục. Các anh thì sao hả? Đương nhiên không phục. Chúng ta không bán hàng trắng thì làm gì đây? Bây giờ các anh không phục tôi là muốn gây chuyện với anh tội sao? Cô có giỏi thì cứ đợi mà xem. Đi. Dinh Béo à, anh định làm thế nào đây? Còn có thể làm gì nữa? Giao lại cho cô ta chứ sao? Không phải chứ, anh sợ cô ta cái gì? Không phải thì làm sao? Chẳng lẽ phản bội anh tội? Vui vẻ qua Giáng sinh đi. Giáng sinh có gì vui đâu mà qua chứ. ICAC một tháng sau sẽ được thành lập. Đến lúc đó cả Hoàng Nghi Đường sẽ phải chịu sự khống chế của pháp luật.
Vậy sao? Cậu sao vậy? A Kiệt à, cậu tuyệt đối đừng nảy sinh tình cảm với đám người này. Cậu giúp tôi trong chừng Vinh Béo và Tả Lan, đừng để họ gây chuyện nữa. Tôi không muốn cục diện không thể thu dọn được. Anh yên tâm đi. Anh Kiệt à, vẫn câu nói cũ, cẩn thận một chút đó. Tài liệu về ba người đó trong năm nay, ba người này không uy hiếp với cô. Nể tình họ đã theo anh tội lâu năm, tha cho họ con đường sống đi. Còn chuyện gì không? Đồng hồ đó vẫn còn sao? Còn hữu ích với cô không? Thứ vô ích cũng có thể giữ lại bên cạnh tôi. Nếu lúc đó không tặng đồng hồ cho cô thì cô đã không cần gánh vác nhiều chuyện như vậy rồi. Đồng hồ hết pin sẽ dừng lại. Cô cũng nên nghỉ ngơi một lúc, rời khỏi Hồng Kông một thời gian. Chuyện ở đây tôi xử lý giúp cho cô. Không sao đâu, tôi tự có tính toán. Anh à, xe tôi bị nổ lớp, phiền anh giúp tôi thay được không hả? Có đồ nghề không? Dạ có, tôi đi lấy ngay đây. Nè, làm gì vậy? Phải mau đi ăn cơm mà. Thằng nhóc thối, con có lòng tốt, giúp cho người ta đi. Mẹ, mẹ nói giúp thì giúp. Nghe lời mẹ đó. Thế nào hả? Lớp xe nào vậy? Lớp này nè. Cô à, mua quà Giáng sinh đi. Mua đồng hồ đi. Đồng hồ đó vẫn còn hả? Còn hữu ích với cô sao? Anh dưỡng bệnh cho tốt. Đợi sau khi anh xuất hiện, em nấu ăn cho anh ăn. Anh đã không còn, không còn ngày mai nữa rồi. Đây là báo ứng. Không phải đâu. Trong lòng của em, anh mãi mãi là người tốt. Anh cứu em. Anh không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Còn một người nữa. Người đó, em phải cẩn thận đó. Là ai? Trần Kiệt. Cậu ta là cảnh sát, không thể nào. Bây giờ em không thể tin bất kỳ một ai. Can đảm chết mà không có can đảm sống. Tôi cho cô một cơ hội sống lại. Chết.
Chẳng phải cô nói muốn giống như tôi sao? Thứ đầu tiên tôi có được chính là tan nhà nát cửa. ICAC từ sau tháng trước được thành lập, không ngừng hành động, tiến hành thanh trừ diện rộng trong nội bộ cảnh sát, đồng thời tiến hành dây bắt các đầu lĩnh xã hội đen. Hành động tiếp theo của ICAC chính là thành trại của Long nổi danh ba điều không quản được. Người bên trong nghe đây, chúng tôi là cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông. Các người đã bị bao vây, lập tức hạ vũ khí đầu hàng. Nếu như phản kháng, chúng tôi sẽ dùng vũ lực bắt nhốt các người. Bắt người. Cảnh sát Chu à, 3 phút thôi. Cho tôi 3 phút. 3 phút thôi đó. Tôi đến thắp hương cho anh tội. Thật ra tôi không biết hút thuốc. Cảnh sát Trần, anh dẫn theo nhiều cảnh sát như vậy, chắc không phải chỉ để thắp hương đâu chứ? Người của anh tội đều bị bắt rồi, cô không thoát được đâu. Tự thú đi, tôi sẽ xin giúp cô. Anh Kiệt à? Không, có lẽ nên gọi anh là cảnh sát Trần. Anh muốn bắt chị Tả Lan thì phải qua được cửa của chúng tôi rồi tính tiếp đi. Ngoại trừ thân phận của tôi thì tôi không lừa cô chuyện gì cả. Lần trước tôi bảo cô rời khỏi Hồng Kông là muốn cho cô một cơ hội. Tôi không trách anh lừa tôi. Muốn trách thì trách anh. Phản bội anh tội. Tôi nghĩ là anh tội cũng không muốn gặp lại anh đâu. Anh đi đi. Biến. Ngày đầu khi quen biết cô, tôi tưởng hai chúng ta là cùng một loại người. Sao cô lại trở thành như thế này? Tôi thực sự không nghĩ ra được. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chính vào khoảnh khắc đó, tôi muốn hỏi anh, hôm nay anh đến để giúp tôi hay là đến bắt tôi đây? Bỏ súng xuống.
Bỏ súng xuống. Chị Tả Lan, mau đi đi. Cẩn thận. Tả Lan, cô không còn đường nào để đi nữa đâu. Cô nghe tôi nói đi. Đầu hàng đi. Nổ súng đi. Bằng không tôi bắn chết anh đó. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tôi tên là Tả Lan. Anh tên là gì? Trần Kiệt. Vậy anh là người tốt hay là người xấu đây? Ngoài trừ thân phận của tôi ra thì tôi không lừa cô chuyện gì cả. Nếu lúc đầu không tặng đồng hồ cho cô thì cô sẽ không phải gánh vác nhiều chuyện như vậy. Đồng hồ hết pin sẽ dừng lại, cô cũng nên nghỉ ngơi một lát rồi. Nhưng mà hôm đó anh đã cứu tôi, tôi liền quyết định tôi phải tự mình nắm giữ số mệnh của mình. Tôi đã suy nghĩ rất là rõ ràng.